Kinh Đầu Lá Cờ Dasagra Sutam, Kinh Tương Ưng Bộ, Tập 1, Chương 11, Tương Ưng Sakha. Thế Tôn trú ở Savatthi Jetavana, vườn ông Anathabindika. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, thưa vâng bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Thuở xưa, này các tỷ kheo, một cuộc chiến dữ dội khởi lên giữa chư thiên và các Asura. Rồi này các tỷ kheo, thiên chủ Sakka gọi chư thiên ở tam thập tam thiên: Này thân hữu, khi các ông lâm chiến, nếu sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, lúc ấy các ông hãy nhìn nơi đầu ngọn cờ của ta. Khi các ông nhìn lên đầu ngọn cờ của ta, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của ta, thời hãy ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Bajapati. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Bajapati, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Bajapati, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Varuna. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Varuna, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Varuna, hãy ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Isana. Khi các ông ngó lên đầu ngọn cờ của thiên dương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên cũng sẽ tiêu diệt. Này các tỷ kheo, khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên chủ Sakka, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên dương Vajrapati, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên dương Varuna, hay khi họ nhìn lên đầu ngọn cờ của thiên dương Isana, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược được khởi lên, có thể sẽ biến diệt và sẽ không biến diệt. Vì cớ sao, này các tỷ kheo, vì thiên chủ Sakka chưa đoạn diệt tham, chưa đoạn diệt sân, chưa đoạn diệt si, còn nhát gan, hoảng hốt, hoảng sợ, hoảng chạy. Và này các tỷ kheo, ta nói như sau: Này các tỷ kheo, khi các ông đi vào rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến nhà trống, nếu run sợ, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên, trong khi ấy hãy niệm nhớ đến ta. Ngài là Thế Tôn, ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Này các tỷ kheo, khi các ông niệm nhớ đến ta, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ được tiêu diệt. Nếu các ông không niệm nhớ đến ta, hãy niệm nhớ đến Pháp. Đây là Pháp do Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, có quả tức thời, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này các tỷ kheo, khi các ông niệm nhớ đến Pháp, thời sợ hãi, hoảng hốt, hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. Nếu các ông không niệm nhớ đến Pháp, hãy niệm nhớ đến chúng tăng.
Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc thiện hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc trực hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc chánh hạnh. Chúng tăng đệ tử Thế Tôn là bậc như pháp hạnh, tức là bốn đôi tám chúng. Chúng tăng đệ tử này của Thế Tôn đáng được cúng dường, đáng được hiến dâng, đáng được bố thí, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở trên đời. Này các tỷ kheo, khi các ông niệm nhớ đến chúng tăng, thời sợ hãi, hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược có khởi lên sẽ tiêu diệt. Vì sao? Này các tỷ kheo, Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, đã ly tham, ly sân, ly si, không nhát gan, không hoảng hốt, không hoảng sợ, không hoảng chạy. Thế Tôn nói như vậy, thiện thệ nói vậy xong, bậc đạo sư nói tiếp: Này các vị tỷ kheo, trong rừng hay gốc cây, hay tại căn nhà trống, hãy niệm bậc chánh giác. Các ông có sợ hãi sẽ tiêu diệt. Nếu không tư niệm Phật, tối thượng chủ ở đời, và cũng là ngưu vương trong thế giới loài người, vậy hãy tư niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết. Nếu không tư niệm Pháp, hướng thượng khéo tuyên thuyết, vậy hãy tư niệm Tăng, là phước điền vô thượng. Vậy này các tỷ kheo, như vậy tư niệm Phật, tư niệm Pháp và Tăng, sợ hãi hay hoảng hốt hay lông tóc dựng ngược không bao giờ khởi lên. Kinh Đầu Lá Cờ Dasagasutam.